Chuyên mục Chính sách thuế và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chuyên mục hôm nay là phóng sự ý nghĩa chương trình hóa đơn may mắn. Tiếp đó là một số nội dung hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Điện Biên về giảm tiền thuê đất năm 2023 theo quyết định 25. Cuối chuyên mục là thông báo đến hạn nộp thuế đối với các khoản thuế đã được gia hạn năm 2023. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chương trình hóa đơn may mắn được Cục Thuế tỉnh Điện Biên thực hiện từ cuối năm 2022. Đến nay đều đặn mỗi quý, Cục Thuế tỉnh tổ chức quay thưởng hóa đơn may mắn một lần. Ngoài các giải thưởng giá trị, chương trình còn góp phần thúc đẩy tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán có hóa đơn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phòng chống gian lận thuế, tránh thất thu thuế. Chương trình hóa đơn may mắn quý 3 năm 2023 được Cục Thuế tỉnh Điện Biên tổ chức long trọng. Đây là hoạt động được Cục Thuế tỉnh tổ chức hàng quý dành cho hộ kinh doanh cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Theo số liệu từ hệ thống, trong quý 3 năm 2023, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, toàn tỉnh có trên 3.200 hóa đơn điện tử đủ điều kiện tham gia chương trình. Số hóa đơn điện tử tham gia chương trình ngày càng tăng so với các kỳ trước đây. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế, căn cứ hướng dẫn của Tổng Cục Thuế thì phòng tuyên truyền hỗ trợ đã thực hiện tham mưu cho lãnh đạo Cục Thuế thực hiện chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn, và tính đến nay thì đã lựa chọn được 5 kỳ hóa đơn may mắn. Thông qua chương trình thì đã nhận được nhiều ý kiến tích cực từ người nộp thuế và đã tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng người dân trên địa bàn. Thông qua các chương trình thì đã khuyến khích người mua hàng và người bán hàng thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền và có kết nối với cơ quan thuế, từ đó tạo thói quen tiêu dùng văn minh cho người nộp thuế và người mua hàng có thói quen sử dụng hóa đơn điện tử. Qua quay thưởng bằng hình thức lựa chọn ngẫu nhiên trên hệ thống, chương trình đã xác định 21 cá nhân hộ kinh doanh trúng giải thưởng. Căn cứ kết quả, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã trao một giải nhất trị giá 5 triệu đồng trên giải, 3 giải nhì trị giá 3 triệu đồng trên giải, 5 giải ba trị giá 2 triệu đồng trên giải và 12 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng trên giải. Qua ghi nhận, các hộ kinh doanh, cá nhân, người nộp thuế đều đánh giá cao về sự tiện lợi, tiết kiệm chi phí khi sử dụng hóa đơn điện tử so với sử dụng hóa đơn giấy trước đây. Đồng thời, việc được tham gia và trúng thưởng hóa đơn may mắn cũng là một minh chứng thuyết phục để lan tỏa việc sử dụng hóa đơn điện tử thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Mình là một hộ kinh doanh thì mình thấy là cái chương trình hóa đơn điện tử này thì của Cục Thuế này thì mình thấy nó có rất nhiều lợi ích đối với người tiêu dùng. Và thông qua cái chương trình hôm nay thì mình cũng là may mắn được trúng giải thưởng ấy. Thì mình cũng mong muốn tuyên truyền đến mọi người là nên sử dụng hóa đơn và nên lấy hóa đơn khi đi mua hàng, bởi vì cái hóa đơn này nó có rất nhiều lợi ích đối với người tiêu dùng. Hóa đơn điện tử này thì nó rất là tiết kiệm thời gian này. Rồi hàng hóa, khi mà mình đi mua hàng hóa, mình lấy hàng hóa thì mình đảm bảo được nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa có nguồn gốc đàng hoàng thì mình không phải lo lắng gì về chất lượng chẳng hạn. Đó cũng là những cái lợi ích mà khi hóa đơn điện tử mang lại. Bên em kinh doanh sản xuất gỗ công nghiệp, sản xuất nội thất gỗ công nghiệp. Em cũng có làm hóa đơn điện tử, từ ngày mà bên thuế xuất hóa đơn điện tử thì em cũng mua hàng cũng lấy hóa đơn điện tử nhiều hơn và đi mua hàng xuất hóa đơn cho các đơn vị doanh nghiệp cũng nhiều hơn. Hóa đơn điện tử rất là nhanh, gọn, tiện lợi và các phục vụ hướng dẫn của bên thuế cũng rất là tốt, rất là chất lượng. Cũng các bên đối tác phản hồi cũng rất là tốt đấy ạ, nhanh, rất là nhanh gọn. Ngày 4 tháng 11 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Điện Biên lần đầu tiên tổ chức chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn. Trong kỳ quay đầu tiên, chương trình đã xác định 42 người mua trúng giải quý 2 và quý 3 năm 2022. Sau đợt trao thưởng này, chương trình hóa đơn may mắn đã từng bước lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cá nhân người nộp thuế, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ông Nông Minh Quân, chủ cửa hàng văn phòng phẩm Minh Quân tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, là một khách hàng may mắn trúng giải nhất trong kỳ quay thưởng trước. Theo chia sẻ của ông Quân, ngay khi mới triển khai, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã có sự hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời để hộ kinh doanh áp dụng thành công hóa đơn điện tử. Đối với cửa hàng của gia đình, do đặc thù kinh doanh nên số lượng hàng hóa nhập vào và bán ra tương đối, nên việc sử dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích. Chương trình hóa đơn may mắn thì là được thực hiện trong các hóa đơn điện tử và có mã số thuế của cơ quan thuế cấp và có đầy đủ các thông tin định danh của người mua hàng, ví dụ như căn cước công dân, như số điện thoại thì là đều được tham dự vào cái chương trình hóa đơn may mắn. Đấy, và cái chương trình hóa đơn may mắn này là cái cùng
không chỉ tỉnh Điện Biên và các tỉnh đã triển khai đồng bộ và được nhiều người hưởng ứng vì nó đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Ví dụ như là đối với cá nhân là khi anh mua hàng, tiêu dùng, anh lấy hóa đơn thì người bán hàng là phải xuất hóa đơn cho người mua hàng, thì người bán hàng đấy là chịu trách nhiệm trước pháp luật về thuế. Và cuối cùng là đối với xã hội là có cái nhu cầu là bây giờ là toàn dân là cuối cùng là tiêu dùng văn minh, khi dùng, khi mua hàng hóa là phải lấy hóa đơn. Thì vừa là người mua hàng và người là bán hàng thì chú thấy là chương trình này nó rất là hữu hiệu và rất là thiết thực. Tại vì làm sao? Về căn bản là khi người mua hàng là lấy hóa đơn khi mua hàng thì rất là thiết thực cho mình. Vì làm sao? Vì nếu có chất lượng gì về vấn đề về chất lượng thì là người ta sẽ có những cái mà cuối cùng là bảo hành cho mình hoặc là sửa chữa cho mình. Và cái nữa là cuối cùng là để cuối cùng là minh bạch công khai trong cái vấn đề thuế. Thực hiện Nghị định số 123 của Chính phủ và Thông tư 78 của Bộ Tài chính, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh theo quy định đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tiếp nối kết quả đó, cuối năm 2022, ngành thuế tiếp tục xây dựng giải pháp và chính thức vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đây là hình thức hóa đơn đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đối với một số hoạt động đặc thù có giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng số lượng hóa đơn rất lớn như nhà hàng, siêu thị, khách sạn, kinh doanh ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí. Đồng thời, việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tạo thuận lợi cho người bán, người mua trong lập và lấy hóa đơn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công ty cổ phần sách và thiết bị Trường học Điện Biên là doanh nghiệp kinh doanh chuyên cung cấp sách, thiết bị, đồ dùng học tập, văn phòng phẩm với số lượng khách hàng lớn. Qua thời gian áp dụng hóa đơn điện tử và gần đây là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã mang lại nhiều lợi ích hơn hẳn cho doanh nghiệp và cho cả khách hàng. Ngay sau khi Cục Thuế tuyên truyền về việc áp dụng khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền thì chúng tôi đã tích cực phối hợp với các cán bộ ngành thuế, với đơn vị cung cấp phần mềm kế toán và các đơn vị và đơn vị viễn thông có chức năng. Và đến ngày 18 tháng 9 năm 2023 chúng tôi chính thức thực hiện cái việc khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Thì đến ngày 31 tháng 10 thì tổng cộng chúng tôi đã phát hành trên 15.100 hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Thì qua cái thời gian áp dụng thì chúng tôi nó thấy có một số cái ích lợi đem lại cho doanh nghiệp như sau. Thứ nhất là chúng tôi là cái đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực khá đặc thù, bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng những cái mặt hàng cơ bản. Cái số lượng giao dịch hàng ngày nó phát sinh 200-300 giao dịch. Thì khi mà áp dụng khởi tạo hóa đơn điện tử ngay từ máy tính tiền thì nó cũng rất là thuận lợi cho chúng tôi. Thứ nhất là cái việc chỉnh sửa những cái sai sót nếu có thì có thể xảy ra được, có thể làm được ngay, giảm bớt cái thời gian cho cái công tác quản lý. Và ngược lại thì ở phía khách hàng thì sau khi mua hàng thì đã nhận được ngay cái hóa đơn, nó cũng là cái căn cứ để khách hàng có thể bảo đảm những quyền lợi đối với cái sản phẩm và có những cái chính sách hậu mãi bảo hành cũng như là những cái giải quyết những khiếu kiện về chất lượng của sản phẩm sau này. Ngoài ra theo tôi được biết thì khách hàng khi nhận cái hóa đơn điện tử thì còn được tham gia cái chương trình hóa đơn may mắn của ngành thuế và có cơ hội trúng những giải thưởng hấp dẫn của ngành thuế. Thì tôi nghĩ rằng cái việc áp dụng này thì nó đem lại cho lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn khách hàng. Không chỉ được pháp luật bảo vệ quyền lợi khi mua hàng hóa, người tiêu dùng khi lấy hóa đơn điện tử còn có cơ hội tham gia và trúng các giải thưởng giá trị trong chương trình hóa đơn may mắn do Cục Thuế tỉnh Điện Biên tổ chức hàng quý. Trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp để mở rộng việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bán lẻ trực tiếp. Từ đó giúp cá nhân, hộ kinh doanh và người tiêu dùng dễ dàng thuận lợi nhận ngay hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ. Hiện tại thì Tổng Cục Thuế đang tiếp tục chỉ đạo các tỉnh thực hiện hóa đơn từ máy tính tiền. Qua đó thì tại các trung tâm siêu thị, thương mại, nhà hàng, khách sạn thì người mua hàng có thể thực hiện lấy hóa đơn được luôn khi mua hàng.
Từ việc lấy hóa đơn đó thì người nộp thuế có thể thực hiện tham gia quay số trúng thưởng trong các chương trình của Cục Thuế. Việc triển khai thành công hóa đơn điện tử từ máy tính tiền và tham gia quay số trúng thưởng của người nộp thuế sẽ góp phần tạo thói quen tiêu dùng văn minh, người mua hàng sẽ lấy hóa đơn khi mua hàng và đảm bảo rằng là cái việc thực hiện tính tuân thủ pháp luật được thực hiện trong các đơn vị, các doanh nghiệp. Với ý nghĩa lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử và các giải thưởng giá trị hấp dẫn, chương trình hóa đơn may mắn do Cục Thuế tỉnh Điện Biên tổ chức chắc chắn sẽ tiếp tục mang đến may mắn, niềm vui đối với các hộ kinh doanh, cá nhân người nộp thuế khi sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, có phần đưa việc sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục đi vào cuộc sống, trở thành thói quen tiêu dùng văn minh hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất của năm 2023 để kịp thời triển khai thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất của năm 2023 theo nội dung quy định tại quyết định số 25/2023/QĐ-TTg, Cục Thuế tỉnh Điện Biên hướng dẫn các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân thuê đất thực hiện lập hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023 như sau. Hướng dẫn thực hiện thủ tục giảm tiền thuê đất. 1. Đối tượng được áp dụng giảm tiền thuê đất. Tại điều 2 quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đối tượng áp dụng giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023 bao gồm tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết luật đất đai và pháp luật khác có liên quan. 2. Mức giảm tiền thuê đất. Tại điều 3 quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, thì người thuê đất thuộc đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023, không thực hiện giảm tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023. Không thực hiện giảm tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp nếu có. Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp nếu có sau khi đã được giảm hoặc và khấu trừ theo quy định của pháp luật, trừ số tiền thuê đất được giảm theo quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. 3. Hồ sơ giảm tiền thuê đất. Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất kèm theo bản sao các quyết định cho thuê đất và hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lưu ý, người thuê đất có một điểm thuê đất duy nhất. Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023 theo mẫu quy định tại quyết định số 25/2023/QĐ-TTg. Trường hợp người thuê đất có nhiều điểm thuê đất trên địa bàn các huyện, thị và thành phố, thì tại chỉ tiêu 07 địa chỉ khu thửa đất thuê, thực hiện cập nhật thông tin, các quyết định hoặc hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số, ngày, tháng, năm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023 theo thứ tự từng khu vực, địa bàn, các huyện, thị và thành phố để cơ quan thuế căn cứ ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo địa bàn, khu vực đất thuê của người thuê đất theo đúng quy định về phân cấp nguồn thu. Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất. 4. Nơi gửi hồ sơ. Đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất tại Cục Thuế tỉnh Điện Biên. Đối với hộ gia đình và cá nhân thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất tại Chi cục thuế nơi thuê đất. 5. Trình tự, phương thức gửi hồ sơ giảm tiền thuê đất. Người thuê đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất bằng một trong các phương thức trực tiếp, điện tử, bưu chính cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2023. Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024. Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định này đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31 tháng 3 năm 2024.
căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Cơ quan thuế có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của quyết định số 25/2023/QĐ-TTg, nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định số 25/2023/QĐ-TTg này, thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo, theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp không có kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Cục thuế hướng dẫn triển khai đến các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân được nhà nước cho thuê đất để biết và thực hiện kịp thời. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất liên hệ với Cục Thuế tỉnh Điện Biên, Phòng Nghiệp vụ, Dự toán, Pháp chế theo số điện thoại 0215 3825 509. Hộ gia đình và cá nhân được nhà nước cho thuê đất liên hệ với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi kinh tế, khôi phục sản xuất kinh doanh, Chính phủ đã ban hành các nghị định về gia hạn nộp thuế. Theo đó, Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 2023 quy định về gia hạn, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất năm 2023. Nghị định số 36/2023/NĐ-CP quy định về gia hạn, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Hiện nay đã đến thời hạn nộp thuế đối với các khoản thuế được gia hạn. Để cập nhật thông tin, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng quy định, pháp luật về thuế, Cục Thuế tỉnh Điện Biên thông báo đến người nộp thuế trên địa bàn cụ thể như sau. Thông báo thời hạn nộp thuế đối với các khoản thuế được gia hạn. 1. Đối với các khoản tiền thuế đất được gia hạn theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP. 1.1. Thuế giá trị gia tăng, trừ thuế giá trị gia tăng nhập khẩu. Đối với kỳ hạn khai thuế theo tháng, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2023. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2023. Đối với kỳ hạn khai thuế theo quý, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2023 chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2023. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2023 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2023. 1.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 2 năm 2023 là ngày 30 tháng 10 năm 2023. 1.3. Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp trong năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2023. 1.4. Tiền thuế đất. Thời hạn nộp 50% số tiền thuế đất phát sinh phải nộp năm 2023 được gia hạn chậm nhất là ngày 30 tháng 11 năm 2023, 6 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2023. 2. Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn theo Nghị định số 36/2023/NĐ-CP. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9 năm 2023, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2023. Cục Thuế tỉnh Điện Biên thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 12/2023/NĐ-CP và Nghị định số 36/2023/NĐ-CP được biết và thực hiện nộp thuế tiền thuê đất đúng hạn. Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuê đất so với thời hạn quy định thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Và đến đây, chuyên mục Chính sách thuế và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.